gầy đi thì gầy cho nó nhẹ. Ừ. Thế còn chị họ gì? Em họ Âu à? Đây, con cháu Âu Đức. Thứ mấy? Em thứ ba. Thứ ba. Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em Bính Ngọ là năm nay. À, Bính Ngọ á, 59 này. À, 59 ạ? Ừ. Thế đến con trai à? Con trai thì thân út ở với bố mẹ. Ờ. Sinh năm 95. Vẫn hợi ạ. Thằng này là thứ thằng út luôn, nó là thứ là thứ tư ạ. Thứ tư. Sinh năm 95 ạ. Năm nay là được 30 tuổi rồi. À, con dâu thì 99 cái gì mày không? Con dâu là sinh năm 99. À, họ gì? Đó, họ Phương. Họ Phương. Phương. Là thứ mấy này? Nó cái đầu. Nhất. Con đầu ạ. Sinh năm 99 hả? Vâng ạ. Còn cháu nội là 26 tuổi. 2022. Cái gì con bố ấy? Là 22. Hôm nay đã tuổi. Hết tuổi gì? Dạ. Hết tuổi gì? Hết rồi. Thổ công. Công thổ công thì gốc cây xoài xóm Thần Cấm ạ. Cái tuổi 95 với tuổi 90 để làm ăn nè. Để làm ăn. Xem là em kết hợp không? Kinh doanh làm ăn thì được không? Không, không có lợp có lá thì không hay là không hợp không được. Đấy. Để em xem là như thế. Đấy. Em xem cái thằng cu cháu kia, cháu đầu kia xem là nó có xem là nó sinh ra từ hoa của tổ tiên hay là hoa ở đâu, hoặc là nó có phải đi ăn cơm cả ngày hay không? Sao lại cứ thích ngồi dưới đất thế nhỉ? Em ngồi dưới em gửi chân. Trời ơi, cứ làm lắm vào. Làm lắm vào, cứ làm. Vậy hai cái tuổi đấy đi làm trên Đằng Sơn hả? Vâng ạ. Cái chỗ, cái thầy ơi, cái chỗ mà cái phòng trọ thì nó phải cần ghi số nhà địa chỉ. Ghi vào chứ. Hai vợ chồng nó đang ở trên đấy gì? Ở nhà trọ ấy. À. Xem cái nhà trọ mình ở cái yên không rồi là... Giang cái thằng ấy có trăm bao nhiêu tiền Nam Ninh hay sao rồi? Quyền phải Nam Ninh nhìn biết rồi chứ. Có phải chỉ đi hay sao cậu là có máu tới Trần Đăng Ninh, thành phố Hà Sơn. Quan tâm đến con cháu này.
năm rồi nhỉ? Bảo được 4-5 năm rồi. Sao khai đổi nam bản sao quang đổi mốc bạc cả thầy nhà kính sao tăng ba con thầy nhà sinh cha con sao vi sao âu cửa chiều bình sao âu cưng chiều mà sao phê thầm văn thật chất văn chân đầy thuần chân áp bên nam sinh sổi sao tăng bên nam sinh tao hào quang con nam sao vi sao lòng lên cha tăng mà na bốc lột tăng nàng cha trung man hương lúc em nàng cha tăng lúc em mi hương nàng cha trung con nam mi khẩu khẩu này mở tu lên trường cha và trường sĩ cấp kinh âu cha và âu thế nàng mi kỳ bốc trường cha và trường sĩ họ phương cha và phương thế văn này hạ ngột văn này văn xếp nhì mía khâu phức mà ban khâu than mà xỉnh bạc cả sao đây vi lê bên mà qua là sao đầy tang lê ra lũng nam soi xà mư tu khai còn công con nam soi dương mư ba quan thổ tì sa ba sĩ thị chân hiếu lũng đổi lâm sinh còn công thổ kỳ ban phổ nằm mê nai thổ công ban phổ cai mê cùn thổ kỳ cùn nô bản kinh hương thổ công cùn nô phổ hồ lân kinh bóc đông nam nhang chín xà lai tung con nam soi dương khân lại tám soi xà khân say kê sâm si tỷ sang sừng dễ xin nơi nàng xin nàng ơ nàng quân ra mà bình mà nàng ơ nàng côn dầm soi xa mưa bắc cả xếp quân bạc căn xếp thổ lục nam nhân chín xà lai tù nam soi dương khân lại tám soi xà khân say kê mùng cha lục cha pháp chính tăng cha tân tài quan lầu tăng mà tạo phục vô lô thiên chương soi xa mư bạc cả sẽ khăn soi dương mư bạc căn xếp tổ lục nam nhang chín xà lai tô con nam soi dương lại tám
xoay xa khân xây kê sầm cha luận cha chu cha nghiền cha thiên sinh viên tao pháp danh sinh phay sinh lý di sản cố thăng thuốc chí trung vân thông xa ma vi chỗ pháp chết pết vi chỗ thay xoay xa mư bạc ca xét khoăn bạc can xét đồ lục nam nhăng chín xa lai tu con nam soi dương khân lại tạm soi xa khân thấy kê bị cha thấy kê khí dùng khí càng về sinh chúng pháp dùng pháp vùng vì mình chân sinh dùng sinh bằng phùng thông pháp chi pháp ba tiền thiên công ngã linh vì sinh ly vì tự rèn vì tình phương thông tham vì chỗ pháp phê ra cầu vì chỗ thầy xoay xa mưa bác ca xét khăn xoay dương mưa bác ca na xét thổ lùng nam nhang chín xa lại tu con nam xoay dương lại tam lăng ơi xoay xa khăn xây kế hồng cha chu cha cốc xây kế mê xây lùng xây mô cho xây tạo xây tiên xây pháp nàng à xa nàng xin nàng tay côn dâm chết ra bền bền thổi mư thầy kế tổ sư thanh sư pháp sư chữ vị vang quan pháp thuật pháp đạo sang pháp nguyên huyền lộc pháp vi huyền đơn thầy kế chu tạo minh chu pháp trung chu tạo lên thầy kế ông sư trung thiên chủ công gì minh mạ tạo phúc bồ lô thiên chân thông tham bị chỗ pháp phết cao bị chỗ thầy thầy kê lòng hết cúc tam lỗ thầy lòng pháp lục lòng hết bộ tam tàng văn này hạ ngô ra văn xếp nhị hộ trường cha và tì trường sệ cáp kinh âu cha và ô sệ đàn bao trường cha và trường sệ cáp kinh lục liêu phương cha và phương sệ trường và bùa chắc tì cử trường mường cử trích chứng cầm khẩu mà xây kế bắc cả lô vàn cầm khẩu san màn ương bác quan văn chứng nào lúa làn khúc ba mình tí mỉ khen nào nên mình mỉ hàn tua lên hồ chứng cha sang đây mình về cha chết lột đàn lao sang đây bình an và na này ha ngô ra ba ra xếp nhí cầm khẩu mà bạc cả lâu bàn cầm khẩu thanh màn nương bạc quan văn chứng ba ca sầm dương bốc xét khoăn bác ca na sầm dương ba la xét trô đục nam nhang chín xa lai tù con nam soi dương khấn lai tàng nắng ấy soi xa khấn xây kê hùng cha dựng cha nghiên cha sầm cha phun cha là cha di cha lắm cha lương cha sa ba ti po sau cúc tin tăng lục lộ thầy kế sa ba ti ti po bền an ma lăn cây ô ma cha hải cha đang chứng thế tập cha đang chủ thể xong cai chọn nên ta khai soi hương xong không chọn nên không là soi ta soi ta mưa bắc cả sẽ thần xoay dương mưa bạc cần xếp số lục nam nhang chín xa lai tu con nam chín nương lai tạm xoay xa cần thấy kê ông cha hà cha kê cha lì cha ô phùng cha tu tạm vân vân xây bên quan ai chi xoay xa mưa bạc cả xếp cần bạc cần xếp số lục nam nhang chín xa lai tu con nam xoay dương lai tạm lắng nghe xoay xa khẩn thầy kê tu tạm tượng quan xoay dương khẩn tu nhà tượng cả tượng bình quan tượng phép tu lầm quan tu a mô ca xoay xa mưu tượng cả xế thân xoay dương khẩn tượng cả xế thô tượng cả niềm sử thay giá lầm tượng quan niềm sử kinh giá lá hoa chỉ thầy cây bắn thu dòm bang chỉ ôm cây bắt nga dòm phốt
sầm rừng bốc xếp phân bắc cần sầm rừng và lá xếp số lục nam nhân chín xả lai tùng con nam soi rừng khân lai tàng soi xa khân chẳng hà mi tham soi ương khân chẳng lâu tham mà mi soi xa khân cô chi na nhà soi rừng khân cô ta na tam xoay xa cân na tạm sáp xin xoay hương cân nô xin ta màn lập mư tân đồ khuy tân mư xuôi lũ khâm lập mư xin na lũ hắc kha ma ga bồ cầm pa lịn giáo khay mau bồ cầm tao lịn xịt lập mư xin xới chiếc tân mư xích xì châu keo cứng bao khay tu nọc dung khay xà bát cà khay xà lê xà càng ปาคไขสาคางสาคิดเตอร์ไขเข้าตู้ไม่เป็นบักตีโยเมืองไขเข้าตู้ไม่เป็นเบิ่งตียองบักงาเวนามีช่องถึงเวลามีสีเงือกช่องควันมีเว้นตามช่องห่างมีเป็ดมาเป็นนกลุงเป็นสาเป็ดจักบ่ายเป็นซุ้งลุกน้ำไหลมาเข้าเศร้ามามักตรงก้นน้ำไหลลงเข้าเศร้าตั้นโชจับเข้าจึงบักวันเตบพึ่งหนึ่งเข้าตามลุกน้ำในได้ข้ามาตรงตอนน้ำซอยได้อึงมาคายผิวในมาถึงคายบักวันไปในมาถึงหญ้าถึงแสงบักกาบักกานั่งกงอานาเป้าน้ำบักวันนั่งกงตั้งเป้าหมอดลุกน้ำเป้ามิงเต็มเป้าเป้ามือใส่จู่ห่อหงจ่าเอ็นใส่โจทนสีมือแปะบกแปะบิงใส่จุงทนนินมือปาวาปามาแปะได้ลายลงเบ้าตาใจปุ้งอะไรไหลเล่นไหลลุกไหลก่อนมือตาบ้านเออใส่โจตีตกตีปากึงใส่มีมึงตกมึงแปะสื่อลุกน้ำเป้ามึงเต็มเป้าเป้ามือใส่โจหอดึงจ่ายีนิงเป่ามือใส่โจหอเงียนใจนิ่งใส่โจดูแผลบกแผลบิงใส่จุงดูแผลแผลแผลแม่แผลได้ไหลลูกเป่าตับใส่ปุ่งได้ไหลเล่นไหลก้นมือตาบ้านใส่โจตีตกตีปากึงใส่มีมึงตัวมึงแปะซื้อลูกน้ำเปล่ามิงเต็มเป้าลูกเงินนอจูใจนิ่งซื้อลูกมิงงอนเที่ยวบูไปเอากว่าเมซ้ำไปบูกว่ามิงงอนเจียวบิงมาฟาบลุงควันเบาควันบางเจียวลุงตึงฟาบเกตายบิงมาจังงาโตเซนาตายบิงลุงจังเล่าโตฟูมือสายตีกำเอ็นตึงจามือสาตีกำสุงตึงกาบักกาตีตกตีปากึงเมืองตงเมืองแปะซื้อลูกน้ำเป่ามึงเต็มเป่าเป่าเมื่อปีเป่าจึงจาว่าจึงเสชามาดังดังซ้ำสูตรเจ็ดเอ็ดปีตียาเลนพูกเอาจาว่าเอาเสซ้ำดังหาเก่าคุกตีเลนปีท่านบ่าวจึงจะสีดังดังสีโสสามสิบปีตีเล่นคุกลุกเลี้ยวฟึงจะเอ็ดดังยี่หกคุกตีเล่นปีป้ามิงเต็มป้าโหรันบกจึงจะเอ็ดดังได้สามปีตีเล่นคุกเปอร์ป้ามิงเต็มป้าโหป้ามือมือสิบสี่ป้ามือตามโถกงเสบสีโถกงกุกกาเกียสวยทนดึงกำปอนตรงโถกีบันโปนำเมนายโถกงบันโปกายเมกุนโถกีกุนนูบันกินหนึ่งโถกงคุณนูโปลันนาตีกินบกเกอร์จึงเอ็นจูสินไปกุกเกิงควันเอาสินเพียวเพียวในตีเก่าสันโตตีไปในตีเข้าตามโถกง
Nam Mô Tô Ký chứng minh con nào sinh thổ công lòng chứng kiến ngô tay cháu quân cha xin chào chữ đắm thầu đắm đi chung chi thâu hốc chứng cha và chứng thể ra tiền tiền tô chứng cha và chứng thể kỳ bà cô tổ ông mãnh hồ chứng cha đông nghịch phục tam lộ xin công xin phụ giả chúng tin ta đúng nghịch phụ tam tăng văn này à hạ ngột văn xích nhì hộ chứng cha mi khẩu bức văn thầy à khẩu xa là văn chứng lao cục mình tì khẩu khiên lao nên mình tì khẩu hàn tầm ơi tu đỡ bao đầy xả ra tiền tiền tổ tu nhà bố đầy tròn thầy tu hộp trong văn khắc tranh cử trong kênh cơ chân mang cơ trách tỷ cơ chân mang cơ thổ khai tu một phong phát thật cánh cử đội bên này xa bừng sai tô mà bừng xa tì tô tèo mì phát lăng vầm mì cầm tì ya lăng mơ lục lan chừng cha ba chừng thề thế ra lăng lão sang ly chi lăng lão sang phân nâng tù đơn lão phúc tì mì kiên niên mân tì ya mì hàn lúc là đã chứng cha ba chứng thể đầm con đầm môn đầm đặng chứng cha ba chứng thể xa bưng thải tô ma bưng xa tô tèo xây kê mía binh mã bảy xa tên lồng mỹ binh quân ti kiến phép khẩu tu lớn chứng cha ba chứng thể lão tu lớn khúc tí khâu khiến nào nên mình tí khâu ăn chứng cha tham tăng đang xăm sổ chất hết vì lên khúc khúc đầy vì khiến nên này mì hàn lão xăm vì đầy siêu lùng khẩn xăm tí chiêu săn khẩu căn sương kim sừng ngộ kỳ chất tư lại khảy đỡ đăng chừng ba căm khâu bước ma xa khâu san mà xứng tu lên chừng cha đầy minh bách cha chết mình cũng đầy bình an chân chư tu lên đầy bình an lá mát mê tóc xen sắc lá tí á xen sai cha bưng sai tô mà bưng xa tô tèo họ chừng họ âu hồn hỉ cáp trung nguồn chim đầy á cáp tôi chân chư xa bưng sai tô mà bưng xa tô tèo chết erp lên khúc khẩu kiên niên khẩu hạt bắc cà pin samaviya hồ chứng cha ba tiya chứng thể lão siêu lệ mê sinh công sinh mưa mê mù chứng ba chấp bưng sải tô ma chấp bưng xa ti tô tèo kín bố ngon non ti bố đầy ơi xa ao đầy này ti yêu chứng chất erp mana ti lên khúc lệ này a mê sinh phan sa na phan đan mê xe cao lan tia san chỉ cao lan san chỉ theo à vi bố đầy bần nhẫn à chân chữ à tiêu bằng sang đầy à chứng xa bưng sai tơ mà tu lên chân cha tăng hết đầy phiền tăng kinh mình cùng đầy chứng nào nhân phẩm bưng sai tổ ma bưng xa mình ti tổ tiểu lên họ chừng cha ba tí chừng thề chừng ba chập tơ lại chừng ba khảy đỡ đăng xa tí bay này thì tân chừng cha ba chừng thề họ chừng này được cả 71 tuổi nhá. Năm nay cũng bảo là hạn thì cũng không phải là hạn nặng lắm đâu, cũng có sung có hạn vào 71 tuổi này này. Thế nhưng mà là cứ bảo bị đau hay bị đau đớn là người ấy, cái lễ mẹ sinh mình lại không chịu giả, chưa giả được nhá. Mẹ sinh này là mẹ sinh Cao Lan này này, ở trên núi này này, không chịu giả cái lễ mẹ sinh đấy đi, lại không giả đi thì người ta mới không bắn cung tên xuống người mình đấy. Cho nên là cứ bảo đau đi thì cứ đi khám để chữa, thì cứ chữa, cứ uống thuốc, cứ uống thôi. Nhưng mà uống thì bệnh này bệnh kia nhưng nó cũng chẳng khỏi đâu. Đấy, đấy nó bảo mẹ sinh Cao Lan San Chí là mẹ sinh đấy Mán Mường ấy, mình không chịu giả. Đấy, bảo người Kinh làm gì có mẹ sinh, ai chả có mẹ sinh. Đấy, mẹ đẻ khác, mẹ sinh mụ đẻ của mình này này, nhưng mà mình không chịu giả. Đấy, phải giả cái lễ đấy đi để cho nó được khỏe mạnh bình an đi. Đấy, trả lễ đi được, không thì người mình ở thế này à, cứ lúc nào cũng được đau, lúc nào cũng không được khỏe nhá. Ừ.
sơn cả thịt. Đấy mình không giả được là nó hay bị như thế nhá. Cho nên sao mình sẽ dùng khăn sáng để sửa sáng. Bây giờ hội chương này này ăn cứ bảo là ăn thì ăn thôi, ăn cũng chẳng được ngon, ngủ cũng chả được yên giấc đi. Lúc nào cũng thế, vì vía này bị siêu lùng siêu lạc đi rồi nhé. Thu vía về mới được. Sa bừng trái tổ ma bừng sa tổ tèo họ chứng cha và chứng thệ. Lên đây mình bệt cha chết đấy bình an tham bi đầy siêu lung căn tham đầy siêu lang lầm tì tăng răng thế được cào được đi ra đường được ngã chưa. Ừ. Thế mà không thu vía về cho hả? À? Đợt trước cũng được lấy thầy về làm, sao không đi thu vía cho? Ý là ngã lâu rồi, cũng làm rồi, nhưng mà ý là sao lại không đi bảo người ta đi thu cái vía mình ngã ở đường kia kìa. Sao không thu về? Đấy, cái vía bị lạc ở đường ấy nhá. Đấy, phải thu vía về, đi trả vía về cho mình, mới không ăn mới ngon, ngủ mới kỹ, mới được khỏe mạnh nhá. Cái vía này bị siêu lạc như thế là không để được đâu nhá. Đây là bị mất vía rồi nhá. Coi như vẫn ăn ngủ được, vẫn làm tích tắc cái thì vẫn làm được, nhưng mà chẳng qua không đủ vía là con người mình không được thoải mái thôi. Nó cứ ngơ ngơ, nhiều khi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi, nó không được đủ vía. Thế lại không thu về. Thế là được cái hai vợ chồng tâm đầu ý hợp lắm ấy. Làm cái gì cũng phải hỏi nhau kinh khủng, bàn bạc kỹ lưỡng lắm nhỉ. Cái này nên hay không nên tính kinh khủng lắm, chi li lắm, phải tính mới được. Đây bê lạc vía thì mình nên đi thu vía về đi nhé, không được để thế đâu nhá. Rồi là 71 tuổi này, năm nay trải quan tài thế thân, trải hình nhân thế mạng đi, nói cho hết luôn nhá. Xa tí bay này tí tân, bây giờ người này được hạ 71 tuổi này này. Hạn nặng này vào tháng 7 nhá, 21 tháng 7 nhá, cẩn thận nhá. 21 tháng 7. Vào ngày 21 tháng 7. Bởi vì này cái hạn của mình vào ngày hôm đấy là không nên ra đường, tối không nên đi, ngày không nên ra đường nhá. Ra đường mình khắc tự đi trong lanh quanh ngã này, hay là xe cộ người ta quệt vào là mình khổ, khổ về bản mệnh mình nhá. Năm nay ấy, bác là như thế nhá. Đấy, chứ không phải là vù người ta gọi đi, hay là đang ở, nhiều khi là đang ở xong rồi đi là bị họa đấy. Đấy, ngày 21 tháng 7 nhá, thận trọng. Mà cái ngày là thánh cho rồi, nhưng mà nó đi trước và đi sau ấy không phải là dễ đâu nhé. Lại cái qua ngày 21 lại chưa thấy gì, bảo xong nó lại vào 22, 21 với ngày 22, 23 kìa nhé. Mình cứ thận trọng, cẩn thận. Đấy nhé. Đây là cái hạn của mình, cẩn thận một tí, nhưng mà phải giải đi, giải quan tài thế tân, trải hành nhân thế mạng cho bản mệnh mình đi năm nay nhé. Năm nay họ trương này, họ Âu này, nếu mà làm ăn đi cũng không được bầu cầu đâu. Đấy, tiền thì mất, tật thì ma đấy nhá. Đấy, phải cẩn thận một tí nhá. Mất rồi ý, không mất đâu. Mất chưa? Đi rồi, nó tốn tiền rồi. Cái đi mất tiền rồi mình ơi. Tiêu hết nhiều tiền rồi. Thì đấy, nó khác thế rồi nên nè. Đây, làm cái khóa lễ có khi nó chẳng mất nhiều. Nên lúc cứ đi nhiều thế này nó mới mất nhiều, nó khác có. Thế mới bảo, mình không làm được nên nó khác thế. Nhá. Nhá.
mi ho ơ cha xăm đằng hạ cầu pi lên khu ba lao khúc cùng mi khiên niên ti mi hằng cha na chơ khúc khẩu khiên niên ti khẩu hạn xăm pi siêu lùng hạn này thì hạn ôi phụ nữ các bạn cha na chơ hạn cá na từng kim sưng ngộ kỳ 59 tuổi năm nay cũng có hạn nhá, cũng chạy hạn đi không tiếc đâu nhá, chạy đi bản mệnh mình mới được khỏe nhá. Đừng có nghĩ xong rồi năm nay à làm cái gì ấy, cứ nói hai ba lần ấy, kiểu là nói rồi xong lại quên đi, lại nói lại nó hơi bị đáng trí một tí nhá. Mà có dài thì không chịu dài, cứ nói rồi làm rồi xong một lúc ông hiểu cái này chưa làm đâu, hiểu cái quên rồi nhiều làm vì đáng trí mà nhá, chạy đi có phải không? Bác có phải bị đáng trí không? Ừ thì đây nói là bị quên, nhưng mà ở ngoài thì mình gọi là đáng trí đấy, cứ nói làm chưa quên sau ấy là nó không đến nơi đến chốn ấy đấy. Nói xong rồi một đến từ sáng thì nói làm nhưng mà chưa còn chưa làm đến thì quên rồi, việc nọ việc kia nó quên đi, xong rồi nói lời nói hay quên đấy, làm để đi xong rồi lấy một lấy cái về giải đi, chạy con chạy mùng lùng căn sung đi cho nó được bình yên nhé. Sa tì bảy này tì tân hạ cầu pi lên khúc lao thiếu mẹ sinh cùng đinh mềm này á, của nhà mình họ Âu này được 59 tuổi này, nhà vàng nhé, nhà mẹ sinh nhà vàng ban xuống trần gian cũng được khôn ngoan lịch sự các thứ ấy, nhưng mà không chịu giả, nhiều khi ốm như trả vờ ấy. Có phải không? Phải thì bảo phải, nhiều khi ốm như trả vờ ấy, cứ kêu thế này kêu thế kia xong ngày mai lại khỏi rồi xong rồi lại kêu, cứ mới hai ba hôm lại cứ kêu ấy, làm nũng chồng cái kiểu như thế, anh ơi em bị thế này kia, nó như trả vờ mà. Đấy nhà vàng nó bảo là không chịu giả lễ nhà vàng. Là lễ gì này? Giả đại lễ. Lễ của cái gì? Đại lễ nhà vàng. Lễ nhà vàng. Ừ. Có chịu giả đâu? À, đấy, không chịu giả đâu, cứ tiếc thôi. Tiếc không được đâu, giả đi nhá, giả đi được người ta mới cho mình được khỏe mạnh nhỉ? Đây không giả được lễ này làm này quên rồi, người mình nó cứ ở nhiều khi không được thoải mái ấy. Nghĩ nhiều quá, lo nhiều quá, lo chỉ lo kiếm tiền thôi, làm cái gì để được nhiều tiền. Bây mình giả lễ đi xong mình người ta lại ban lộc ban tài ban tiền cho có cái gì đâu, không chịu giả. Thiệt quá là không được, đấy nợ rồi phải trả đi. Sa tí bay này tí tấn hạ cầu pi lên khúc bệnh khổ trổ thân căn tay trổ trổ. Nhiều khi cứ khắc nói lẩm bẩm mới cứ nghĩ xong rồi nói chứ chẳng hiểu mình nói cái gì. Nhẹ, có nghe. Cứ nói thì chẳng hiểu mình nói cái gì. Nhiều lời. Thì đấy thì nhiều lời nhắm lời nhưng mà không phải đâu, cứ thắt buộc miệng ra phải nói quan mà, giải hai ông quan đi cho nó được khỏe đi, cho nó được tỉnh đi nhá. Nhiều khi mình cứ khắc nói thôi đấy, nói không có cái gì cứ nói hết ngày thì thôi này. Đây là quan đấy nhá, giải quan đi được cho nó được bình yên nhá. Sa bừng sai tô ma bừng sa tô tiêu là na bao trừng cha si đang thảm thịt bì lên khu ba lao khúc khẩu khiến niên khẩu hoàng bao ba trừng cha và tì trừng thề khúc bô mì khiến niên mì hàn hộ trừng cha cáp kín nọ phương cha thong thổ hôn nghị cáp trung theo là cũng hoa lì chỉ lặng mình là cũng phân sa bừng sai tô mà bừng sa ti tô tèo sa âu đây nay ti âu tưng
cháu, còn cái cháu năm nay được 30 tuổi thì năm nay nó không có hạn đâu nhá. Thằng con trai ấy. Đấy, thằng con trai đang ở với mình ấy nè. Thế bây giờ nó vẫn ở hay là nó lên Lạng Sơn làm rồi? Nó ở với mình nhưng mà nó đi làm ở Lạng Sơn. Thì năm nay được 30 tuổi nó không có hạn đâu. Còn họ Phương, họ Trương, hôn đi cắt xong hôn xin cắp tối xong thủ này. Hai vợ chồng này cũng hôn nghỉ cũng gọi là có tình duyên ấy, nhưng mà tính khí hai đứa này làm ăn này tính khí trẻ con lắm, ý là hai vợ chồng nó ở với nhau ấy hay nói chuyện nó nói nhau như trẻ con ấy. Kiểu là nó không tuổi nó lớn nhưng mà cái tính của nó chưa lớn ấy. Tính làm ăn này được, đứa này bảo được, đứa kia không được, làm bảo là như này, tranh nhau làm thủ trưởng, người này bảo làm việc này, người kia làm việc kia. Đấy, nhưng mà phải giải cái quan đấy đi nhá. Giải quan đi để chúng các cháu làm ăn nhá. Hoặc là họ Trương hay là cũng vị trí làm cũng phân. Cho nên là làm ăn cứ mà không hạn thì không có hạn mấy, nhưng mà làm ăn chưa được vào cầu đâu nhá. Thế cũng chưa được giả lễ các thứ này đâu nhá. Nên là mở cung tài khai cung lộc cho con đi thì không mở. Mở cung tài khai cung lộc cho cháu làm ăn đi cho nó được may mắn để không làm. Mình làm lễ ở nhà mình nghe. Về nhà mình mà làm lễ xong rồi mở một cái cung lộc cho con mình làm ăn của họ Trương này này. Mở cung tài khai cung lộc cho để con nó đi buôn đi bán đi làm đi ăn sự nghiệp của nó, để mở công tài sự nghiệp để cho nó ăn lên làm ra cho nó có lộc có tài có ngân có xuyến. Lại mở thế nào nữa có chịu mở đâu. Mình làm lễ tại nhà mình, ra tiên mình trả lễ cho bố mẹ, trả lễ cho con, xong mở cung lộc cung tài cho con, mở công danh sự nghiệp, mở cung tài cung lộc để con mình làm ăn buôn bán gặp may gặp mắn. Đấy, sự nghiệp của nó đi lên mới được, mình có làm cho nó đâu mà chẳng thế. Đấy, làm được việc cũng không làm lịch sự. Đấy, thằng này 30 tuổi này này, nó cũng khôn ngoan lịch sự lắm đấy, không phải gì đâu. Nó cũng làm ăn được cái chứ mình không làm cho nó mới thế đâu nhá. Nó là con của vua, nhà vua trên thiên cung đấy, không phải gì đâu. Ban xuống trần gian cũng được khôn ngoan lịch sự đấy, nhưng mà mình không chịu giả. Mình giả đi nó mới thông minh, nó mới nhanh nhẹn, làm ăn nó mới dễ. Mình có giả cho nó đâu. Cho nên nó làm cái gì nó cũng cứ từ từ thong thả lắm, nó cứ chậm chậm, nó không nghĩ được nhiều. Có đúng không? Không, tính nó chắc. Thì mới bảo mà, tính nó chắc còn gì nữa, nó chắc thì nó cứ chậm chạp, nó thong thả, nó phải nghĩ, suy nghĩ. Nó phải chín chắn, cái gì được thì nó mới làm, chứ nó không hấp tấp gì. Đấy. Nhưng mà mình muốn để cho nó kiếm được tiền cho chắc chắn, kiếm được tiền được lộc nhiều thì mình trả lễ đi, trả lễ cho nó để mở cung lộc với trả lễ nhà vua trên thiên đình ấy kìa, trả lễ xong rồi để cho mở cung tài cung lộc để cho nó nhiều ngân nhiều xuyến đấy, giả cho nó ông vua đấy một hòm vàng hòm bạc đi đấy, để cho nó thì mình vàng với mình đi được có vàng có bạc có tiền có ngân có xuyến này này đấy, mình lại không giả. Không giả rồi, cứ bây giờ năm nay cũng làm ăn gọi là tạm tạm, đến một năm, hai năm nữa nó không làm được, nó thu dần ấy. Nhà vua người ta lại thu lộc ấy, mình làm ăn sẽ kém. Đấy, nói là nói như thế. Giả cung vua đấy, giả cung vua ấy, giả cung tiền, cung tài, cung lộc đi, xong rồi mình trả họ, xong người ta mới lại, kiểu mình nợ cái kiếp của mình sinh ra, mình nợ, mình phải trả nghiệp đấy, thì mình mới làm ăn nó mới có. Đấy, không phải dễ đâu, không biết đường giá, không giá được. Chứ bây giờ nó vẫn làm ăn được mà, chứ không phải không được đâu nhá. Vẫn làm ăn được, vẫn được các thứ. Đấy, vẫn kiếm ăn được, nhưng mà mình giả trước đi. Không đổi, đến năm 32, 33 tuổi là bắt đầu không giả là người ta sẽ thu lộc dần. Đấy, chứ bây giờ là vẫn đang ăn nên làm ra, vẫn làm ăn được, vẫn có ngân có xuyến có tiền đấy, nó vẫn được tiền được lộc, nhưng mà bây giờ ấy, mình đang có mở cung tài khai cung lộc đấy, xong giả lễ nhà vua nhà vàng đi cho đấy, xong rồi người ta ý nghĩa là mình đang được cái đà, bây giờ là đang làm ăn được nhá đấy.
thì mình giả được ấy, là cứ thế là đi lên, nó không đi xuống. Nhưng mà để đến lúc năm 30 này, 31 này, đấy sang năm 31 này, 32, những hôm chả 33 là người ta sẽ không cho lộc mình, người ta sẽ cho mình đi xuống. Đấy là nó không được lên nữa. Thế đang đà đi lên thì mình trả, thì cái này người ta cứ thế là người ta lại cho mình lộc, cho mình tiền, trả đi rồi mà cũng lộc cũng tài rồi ấy. Thì nó có tiền, có tài, có công danh sự nghiệp nó đi lên. Đấy, hiểu chưa? Chứ không phải là bây giờ nó không làm ăn được vẫn được, nhưng mà chẳng qua là nó tính nó vẫn chắc chắn nó mới làm. Đấy. Thế nhưng mình muốn để cho nó được hoàn thiện thì mình phải trả, mình đừng để nó đi xuống. Bao giờ thất nghiệp cũng làm là lúc đấy là kéo nó khó. Nó như thế, hiểu chưa? Đấy, muốn được đang đi lên thì mình muốn đã lên thì mình làm thêm lên thì nó sẽ được lên. Đấy. Như thằng đang làm quan ấy, nó có dây, có dợ, có đầu, có mối, các thứ thì nó liên kết với nhau ấy, thì nó cứ đi lên, làm gì nó xuống. Thằng nào mà không chịu liên kết thì nó chả cho xuống, nó cho tịt xuống thì không làm được. Đấy, nó lên là đang được cơ lên thì mình phải cho nó đi lên, đừng để nó đi xuống. Nó như thế, hiểu chưa? Cứ bảo, ôi trời ơi, cháu vẫn làm ăn được mà. Đấy, nhưng mà đến lúc đã xuống rồi, nhiều người đấy xuống không đỡ được nữa. Đấy nhá, tăng lên thì cứ để cho nó lên đi. Đấy, vợ chồng nó cũng hợp, cũng làm ăn, cũng các thứ được. Đấy, nhưng thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng nó mới lại vèo nhèo một tí, cái đấy nó không quan trọng lắm. Đấy, nhiều khi hai người một tí chuyện nó không đồng đều thì ai chả có vợ chồng, ai chả có cái xích mích một tẹo thôi, không phải nhiều. Đấy, nhưng mà đang lên thì cho nó lên thì mình phải làm đi cho nó nhá. Làm được thì nó được bình an hơn. Đến lúc xuống rồi mình bảo đi làm là nó chậm. Đấy, về cái cây mình đang mọc lên thế này nó đang tốt thì mình tưới vào đi cho nó tốt, cứ thế nó tốt lên. Mình không biết thì bảo như thế. Nhân mi là na bóc cao phương cha và phương thế đang gì học vì lên khúc lao khúc khẩu kiến lao niên khẩu hoàn. Bó cao phượng cha ba phượng thề chân chữ tam vi đầy siêu lùng cần tam đầy siêu tan. Con dâu này năm nay không được khỏe mấy đâu. Hay không bạn ạ? Con dâu ấy có phải không? Ừ, thế nhưng ít ốm nhiều năm nay này, 26 tuổi này này nhá. Là năm nay ấy, là nó cũng không được khỏe mấy đâu. Đấy, bảo nó như thế. Bởi vì là, nhưng mà thôi, mình có khóa lễ lên thì mình xin vía lại cho nó thì được mà. Bởi vì là nó bị lạc vía rồi nhá. Bảo nó thế, về lạc vía rồi đấy. Thì thu vía lại cho nó thì được, cho nó khỏe mạnh hơn. Hay là thời tiết là không phải đâu, bị mất vía đấy nhá. Sam bi đây siêu lùng khẩn sam đây siêu tam kiến bố ngon non ti bồ đầy. Có a phương cha ba ti phương thề. Mà năm nay đâu bị mốt bối với bị lạc mất cái vía thôi. Đấy, chỉ có cái lễ mình xin, rồi nữa xin cũng được, xin vía rồi cho nó cũng được nhá. Còn nó vẫn vợ chồng nó vẫn làm được mà, không sợ là không có tiền đâu, vẫn làm được ăn mà hai vợ chồng ấy. Nhà mi là na bóc khổ chừng cha ết đang đầy khí pi ti nhà nên cúc lao cô ba mi kiên niên mi hạt bóc chỗ văn ma ba phần nữ bóc tỷ tăng ba du tỷ lô. Na chư sao ma vi đầy siêu lung bốc khổ trường cha ma trường thề sổ bang đang mình ti on chân chư sổ bang đang on. Đứa bé này phải vun hoa cho nhá, đứa bé con được 3 tuổi này này nhá, vun hoa cho nó được khỏe mạnh đi nhá. Bây giờ nó cũng khỏe thôi chứ nó không gì đâu, nhưng mà nó phải vun hoa đi. Ủ bốc tí nạ, ủ ba tí mắn là vun cái cây hoa của nó vào. Đấy, hoa này là hoa tổ tiên, là hoa thế nào? Bốc tí tăng ba tí lộ.
xa hư mình bay này chân chị bốc này bốc chuột quanh hoa và phần hữu. Chân chị bốc chuột quanh hoa và phần hữu. Bốc tổ tiên mà, thế ai bảo bốc bỏ ở ngoài. Hoa tổ tiên ban cho đấy, không sợ đâu, chẳng qua là phải vun hoa đi nhé. Vun đi được cho nó thì mới được khỏe mạnh nhé. Nó đẻ tháng mấy? Đẻ tháng 1 tháng 7 âm năm 2022. Có người là 4 giờ chiều. Có người chụp phần mà ra phần mà. Xa hữu mình đây này. Bốc để na phủ qua để mang hàng. Sa bừng sai tố pa bừng sa ti tổ tiệu. Không sợ đâu bôi, cái này hoa của tổ tiên thôi nhá, không sợ nhá. Cái này thấy nó cứ hay khóc nghè thì sợ. Làm gì nó khóc đâu. Em bé đang nói chuyện ấy, cái bé này này thì làm cái lễ lên hoặc là vuôn hoa đi cho nó được mạnh khỏe bình an lên mà nhá. Thì chưa có gì đâu. Ăn có cổ Trần Đăng Minh Pháp Cụ. Trần Đăng Minh. Ừ, Trần Đăng Minh mà. Cái chỗ ở của nó là 536 này nữa. Trần Đăng Minh. Ừ. À, chị lên Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.